ít nước thôi. Thế còn ăn hai phải ăn hai quả trứng, ăn miếng đậu tô. Với này dưới miệng bát cơm ăn một bữa hết. Thế còn thế nào nữa? Xong rồi uống nước theo chỗ cơm thôi, còn trứng với đậu không phải uống nước. Mà ăn hết. Thế cứ bảo là không ăn, già thì ăn thế. Hai quả trứng cứ sẵn là ăn được, không phải dằn. Cứ sẵn miếng một vẫn ăn. Đấy nha. Thôi thế các con mừng. Mà không nôn nữa gì. Con cứ bảo không ăn. Cái chiều đu đủ thì thế nào? Đấy, chiều đu đủ cũng thế, ăn từng ấy không uống nước nên rất ngon. Thấy ngọt, thấy mùi vị cứng một tí, nhai vẫn nuốt không cũng được. Chỗ mềm mà cái nhân ý, vẫn được, nó như nhân nạc, không sao. Mà ăn như thế là dưới miệng bác đu đủ, dưới miệng bác còn. Ba lần không? Dưới miệng bác con ăn cơm với dưới miệng bác con đu đủ, ăn hết. Cứ bảo không ăn. Thôi thế các con các cháu nó thấy ăn thì mừng. Có phải muốn ăn mà không có thì mới tủi thân đi. Còn mình ăn chán, ăn nhiều thì nó phải chán đi. Ăn quanh năm chuối, cứ ngày hai bữa. Thế cứ nói thế các con cháu. Đây là ấy chứ cái da đỏ đấy. Thế tối nay thì lại hòa cốc sữa. Nó nóng thì ngày cũng một bữa, mà còn nó ấy thì ngày hai. Tự mình điều chỉnh cái này thì con cháu nó điều hộ chứ còn ăn được. Thế con thế là được rồi.